cộng đồng người Việt tại Maroc Vâng, hội cửa nhập hàng Ngẫm Thanh tốt vào Hạnh xã hội xin kính sở chào tại, quý cũng vị như và cho các phép bạn đam mê cộng nhạc. làng Tiếp theo theo phong trong cách clip truyền của thống ngày của hôm Việt nay ngày Nam, 17 ở tháng 7 Nam, năm 2021, Maroc, cửa hàng Ngẫm Thanh Việt Nghĩa Hạnh Nam, xin tiếp tiếp ba chiếc đài radio mới về trong buổi tối của ngày hôm qua để gửi cho hai vị khách hàng có danh sách đặt hàng bên cửa hàng Ngẫm Thanh Nghĩa Hạnh. Vâng, một cặp đôi Latina, modem là 850, chiếc phía bên tay phải, và 858, chiếc phía bên tay trái ở giữa, và một chiếc đài nhỏ xinh R200 để gửi cho hai vị khách hàng có danh sách đặt hàng như sau. Có những chiếc đài radio này thì còn nguyên bao da, đẹp xuất sắc nhé, và giá trị thì cũng rất là tầm trung, và bên cửa hàng thì đang có rất sẵn hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu đam mê những sản phẩm như vậy, hãy liên hệ để trước đơn với cửa hàng Ngẫm Thanh Nghĩa Hạnh nhé. Thực hiện các hiệp định. Vâng, vị khách hàng chốt hai chiếc thì xin gửi cho anh Long có địa chỉ tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Hai chiếc đài Pala 850 và 858. Vâng, đây hai chiếc đài này thì đang bắt radio rất là nét luôn. Tham gia tổ chức thành công các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Maroc trong năm nay. Tiếng rất là nét luôn. 19 bảo vệ mình là bảo vệ. Đây là 858 đang test ạ. Vâng, xin gửi cho anh Long hai chiếc. Anh đã chốt và anh cũng hôm trước cũng chốt bên cửa hàng một chiếc đài sáp 939 rồi. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục anh chốt tiếp hai chiếc nữa. Đây là những vị khách hàng mới ạ. Xin gửi cho anh Lê Văn Trường có địa chỉ tại xóm chùa xã Minh Hải. Văn Lâm Hưng Yên anh chốt một chiếc đài R200 của phóng viên Phương Thoa. Chiếc đài R200 này thì cửa hàng thông báo thông tin qua cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện thành phố đang gấp rút chuẩn bị các phương án sẵn sàng cho việc thực hiện giãn cách xã hội toàn. Bạn đang quan tâm những vấn đề dịch bệnh, chính sách mới về y tế, viện phí, bảo hiểm y tế. Bạn mong muốn được tư vấn các bệnh lý tim mạch, tiểu đường. Vâng, vậy thông qua clip này, cửa hàng cũng thông báo trên kênh để cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết các bác lên chốt những sản phẩm gì còn lại và những sản phẩm gì đã được những vị khách hàng chốt đơn. Vâng, vậy những vị khách hàng quan tâm kênh của cửa hàng Ngẫm Thanh Nghĩa Hạnh có thể vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cửa hàng Ngẫm Thanh Nghĩa Hạnh để các bác biết là những sản phẩm gì về bên cửa hàng và những sản phẩm hiện còn và những sản phẩm được những vị khách hàng đã chốt đơn. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin kết thúc video tại đây để đóng hàng vận chuyển hai sản phẩm qua đường bưu điện cho hai vị khách hàng có danh sách đặt hàng bên cửa hàng Ngẫm Thanh Nghĩa Hạnh. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt. Trong thời gian giãn cách.